Chị và các bạn quay trở lại với kênh của Pháp Vũ Vlog nha cả nhà. Thì sáng nay là em thấy là có xe 16 chỗ chở sư thầy, sư cô rất là nhiều nha cả nhà. Đi đến viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Quế Linh này cả nhà. Rất là đông luôn cả nhà. Đi vào bên trong để viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Quế Linh. Dạ chưa cô, chưa xây. Dạ. À, mấy cô Hóc Môn cô. Có nhang nha cô. Dạ. Biết sao nhang mà để trần nó đem vô là ướt, cô thấy quay lên cũng ướt nhẹt. Khẩu này bỏ nguyên để mình thắp nhang lẻ đi. Đâu bên này lâu quá không thấy xây mã ta. Bà Mạnh đây đấy thắp cho nghệ sĩ nghe hương đi. Cho thầy nghe. Dạ. Cho thầy nghe. Thầy thầy ở phải đoạn với Hóc Môn chỗ phân ngủ tử nè, đi tên Bình Phước nè, tặng ghé nè, đi Chân Thành Hớn Quảng. Đây là trong của chú anh chị Phật tử nha cả nhà. Giờ cô này đang đốt nhang nè cả nhà. Cái đồng này có ghé bữa hổm lần rồi. À có ghé hả cô? Mỗi người cái hương đi thắp cho ổng, cầu nguyện cho ổng được siêu thoát đi. Mà ổng siêu rầu luôn rồi. Siêu rồi. Ổng siêu rầu luôn rồi, biết chắc rồi. Diễn hay quá, ca hay quá mà tưởng sao đi sớm không để không sống lại đừng diễn cho người ta nghe nữa. Sáng sớm là cô chú Phật tử, mấy cô Phật tử này từ Hóc Môn đến này cả nhà, còn lại tứ phương luôn. Dạ mình đi đường này thầy ơi, chỗ lấy cái mã thầy, thầy đi đường này vòng qua. Dạ. Thì thầy và quý Phật tử quay thì về quẹt ở chỗ nào mà thấy quẹt chỗ nào hả, đưa điện thoại để con quẹt luôn cho về cô coi cho dễ được không? Không biết đâu quẹt lên quẹt cho điện thoại lấy đâu quẹt. Con về cầm cầm lên khám phá cùng Thảo lên xem, không biết cô có nhớ không. Lên lát nữa về lên YouTube á, bấm YouTube là khám phá cùng Thảo là ra. Mấy cô có ở gần nhà nhau không? Không có ở xa không. Xa xong hả? Rồi mình thuê đi cô đi qua tôi có nhà, cô mở giùm con. Cúng cơm á cô.
đi một lần rồi. Hôm nay sẵn đi công việc ở đây rồi, thôi ghé thắp cho chắc đây, đây. Đây. Đây, đây. Hương. Anh Kiên Huệ cũng có pháp danh đó. Dạ. Hay quá mà ông chịu ăn tóc lên trên rồi. Hay quá. Cô đến đây là lần trước rồi hả cô? Bữa hổm đi lần rồi. Dạ. Hôm nay đi sẵn đi Bình Phước nữa nè, lên chùa bữa hổm rồi ghé. Dạ. Thì em đây thắp một cây hương. Tất cả trong đoàn mình là Phật tử của chùa hết hả cô? Ừ, đúng rồi. Dạ. Bao quý luôn. Đến đây thắp hương hồi hướng cho cậu Nam thì tuyệt vời. Nói chung là thắp hương không lên thôi, lên thắp hương hết luôn. Dạ. Cũng cầu nguyện cho Phương chư Phật gia hộ độ hô cho các con lên đây ai cũng được siêu. Chúc hết. Chút cô giờ cô bấm cho cô coi nha, tại cô không có mạng á. Cái không bấm có đâu nào con? Đó cái tên này, nhưng mà giờ khám khóa Phùng Thảo. Tại vì cô không có wifi, con không có đăng ký được á. Nhắc cô về cô cho. Con bấm con ấy nhìn cô đây về cô mà kiếm đầu làm. Kiếm này kiếm đầu làm có biết mẹ họ gì đâu, bữa hổm. Bữa hổm đi lần rồi cái tưởng sao? Tưởng sao về mình không biết quẹt lên mà người ta coi tình cờ người ta thấy người ta nói cô bắn nó luôn, cô bắn nó luôn. Về đi mấy đứa nhỏ nó làm không nha. Dạ. Dạ. Vậy có gì có cái bút không? Chị có cái bút không? Mấy đứa nhỏ nó làm. Dạ, 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 tại vì mấy cô không có wifi, con không đăng ký. Nay đi quay đông quá ha. Có wifi thì dễ đăng ký. Dạ. Mấy bữa thì mấy anh em con cũng ở đây để chia sẻ cũng lâu rồi. Dạ. Để em mẫu của ổng xây rồi chứ. Dạ chưa cô. Nhưng mà cũng sắp xong rồi cô. Dạ. Tại vì đá phải chạm chỗ theo cái mão của chú cho nên hơi lâu cô. Em đã xây bữa 41 nè. Dạ. Dạ cũng đi cùng với Hà với Hà thầy. Trèo lên đó cô, đạp nó cho nó gãy cái đó. Dạ. Gì quá lại. Một con chú Thanh Sang bên kia rồi cô. Ừ, Thanh Sang bên đó. Dạ. Giang Châu á cô. Ngang quá tại mà mình không thắp luôn ta. Ngang nhiều quá mình không lại mình đốt luôn. Không giờ. Ngang đem là nãy bó thắp cậu nhiều lắm. Không có phước vô cùng. Dạ. Không có phước vô cùng. Dạ. Ông nói chủ tịch nước không biết được gì không? Dạ. Chủ tịch nước có biết được vô đây không? Không phải. Không phải chủ tịch nước vô không nói gì mà ý nghĩa con cái gì. Bao nhiêu người ngưỡng mộ hả? Dạ. Và ngày nào mấy hôm đó hả, tôi cũng ít coi mà từ không mắt vô quẹt lên ngày nào cũng coi 2-3 lần. Dạ, rồi cô có theo dõi đúng không? Có theo dõi. Dạ. Mà ông diễn sao mà hay dữ không biết nữa. Hát hay diễn hay mà vậy mắt ủng dễ sợ luôn. Dạ, rất đồng quý cô Phật tử luôn cả nhà. Thoải mái chưa? 2 phút nữa hay 5 phút nữa đi. Cô lần này cô đến mộ cô Năm thì cô thấy mộ cô Năm sao cô có khác lại so với lần trước cô đến không? Mà sao tới nay lâu quá không chịu xây? À thì chắc có lẽ là mộ nó chưa xong đó cô. Sao tôi thấy nhiều lúc coi cái clip nào thấy có cái mộ rồi thấy có cái tượng không nữa? Dạ. Tưởng đâu xây rồi ngay về đâu qua thì không thấy nhỉ? Dạ. Nhiều khi là mộ cậu nó đặc biệt đó, nên làm lâu xíu. Chắc đặc biệt lắm đó. Dạ. Để lâu dữ rồi. Dạ. Cô có hay coi cậu Năm hát không cô? Ôi, hoài vậy, ngày quẹt lên 2-3 lần hả? Ngày quẹt 2-3 lần. Sáu ngủ được cũng quẹt lên coi. Vậy hả? Ừ. Cô thích cậu Năm hát cái tuồng nào nhất cô? Cái tuồng gì mà ông đi cưới vợ. Ừ. Cưới vợ đi lại chỗ đó cưới cái hộp. Tưởng sao đục mưa. Dạ. Đục mưa cái vô coi cuối tình cuối cùng cưới cái bà khác. À.
cũng như là tính lại nó cứ người đó về người đó người ta chê ổng nghèo hay gì không biết cái tưởng sao bắt đầu hả ổng mới tình cờ qua bên đây cũng được mưa cái sao bên đây cái sao tự nhiên cái thành viên nợ cứ thấy cũng hay cứ một người khác luôn ha hay viên nợ đưa đến vậy là cô thích cái lương xã hội hơn hay là hậu quản ha cô ha xã hội nghe nó lâm ly bi đát hơn buồn buồn ha. Nhớ lại hồi mình còn trẻ nữa hay thiệt đoàn một tử mình ra khá là đông hôm nay mình đi bao nhiêu người cô nay đi có 14 người 13 14 gì bữa hổm đi đoàn xe 30 hôm nay là mình đi xuống đó là mình để đi chùa cũng là chùa đi sao? Chùa bữa hổm đi đi lên chùa với mẹ Quan Âm rồi hôm nay là đi nay là mùng 3 là ngày lễ Phật Đản luôn lễ Phật Đản đi ngang đây thắp cho bây giờ Bình Phước hả cô chùa nào ở đó cô chùa Pháp Bủ Phước Bủ Phước Bủ ở Bình Phước mấy cô mấy chú đây bên đây rồi cảm ơn cô nha chúc chúc cô nhiều sức khỏe chúc đoàn mình đi vui vẻ và nhiều sức khỏe nha may mắn nha may mắn mấy chú nha sao không bắt nhạc lên ta chưa có xíu nữa dạ chưa bởi tụi nhà tôi nghe nhạc hay lắm à thì đến đây Pháp Phụ Vlog cũng xin dừng lại clip mong cô chú anh chị xem thấy hay thì để lại một like một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh em nha cả nhà em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo.